Xin kính chào toàn thể các bạn trên khắp mọi miền quê đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Đây là cái thùng xúc kép hầm 50 mà bác khách hôm trước có hỏi, thì em đã báo giá và bác chốt đơn chuyển khoản hết rồi. Giờ là vì của em là chỉ có sơn lại, nồng lại cái bạt kia, không có bánh xe cho các bác đâu, và sơn lại cái lưới. Sau khi sơn lại lưới, sơn lại thùng, nồng lại bạt là em sẽ gửi hàng cho các bác, không phải đóng bìa nữa. Bởi vì nó có cái nước sơn này, sơn lại rồi, khá là đẹp rồi. Bây giờ là còn thêm cả bìa đây nữa thì đúng là chắc chắn tuyệt đối luôn. Nên các bác vận chuyển thì cứ xước xác lên chuyện bình thường, xước bìa thôi, xước bạt thôi, đúng không ạ? Thì bây giờ là em vừa sơn xong đây, bây giờ vẫn là còn hơi ướt, chưa sờ được, như cái này là sơn sờ được rồi. Chỗ này sơn nó khô rồi. Trong đây tất cả góc cạnh em sơn lại hết rồi nhé. Khoang bát của nó là 18 mm. Em sẽ tặng cho các bác là ốc nục giáp, ốc gen. Mất ốc tặng cho bác ốc rồi. Phải cho chứ tặng thế nào. Đây nhá, tất cả đều có nẹp cạnh kia kìa, đầy đủ rồi. Đấy. Tất cả sơn lại hết rồi. Đấy. Đây video quay tổng quan báo cáo cho các bác nhé. Con này rất là nhiều tay sách, 8 tay sách cơ. Các bác mà đóng lên một đôi thùng như này mới chắc nó khoảng tầm hơn 4 triệu. Rẻ rách. Còn trung bình là toàn tầm 5 triệu rưỡi đến 8 triệu tùy từng loại. Cái này mà gỗ đắt thì nó sẽ đắt thôi, còn gỗ rẻ thì nó sẽ rẻ. Bét nhất là phải tầm hơn 4 triệu đôi này. Đấy. Cả thùng cả lưỡi, cả tay sách. Y hệt như này. Nếu mà mới cứng, còn đây các bác mua với giá là khá là đồng nát rồi. Đó. Thì bây giờ nhiệm vụ của em là chỉ có vệ sinh bên trong thùng, xịt cho bay hết bụi bẩn ra, sau đó là lại sơn lại từ đầu. Sơn lại từ đầu cho các bác, từ đầu đuôi. Được chưa? Cũ của nó là hai bát quay nam châm ra ngoài, nhưng mà bây giờ là tùy. À, các bác thích nam châm ngoài hay nam châm trong tùy. Bởi vì dây cũ người ta ngắn kia thì nam châm ở ngoài. Còn nối vào trong kia nó dài thêm thì đó là cho nam châm ở bên trong. Còn tùy, như bên em mẫu này nắp thì là cho nam châm quay ra ngoài. Nó khối lượng nó được tăng thêm một chút nữa. Đấy. Ok, thì bây giờ em sẽ sơn nốt và sau đó là hoàn chỉnh thì đắp lưới nước vào cho các bác cùng xem nha. Đây các bác xem nha, sau khi sơn lại thì nó trông như cái nồi. Rất mới, rất đẹp. Lưới là tất cả các cái em sơn lại hết. Lưới kia có mấy cái tem này, phải dán bằng dính vào, xong là tí nữa chỉ việc bóc ra là xong thôi. Về bên trong thùng thì em không có thay đổi gì đâu nhá, vẫn giữ nguyên tất tần tật cho các bác. Dây vẫn dây cũ đi nhá, dây này các bác về tự nghiên cứu. Đấy, ví dụ nắp quay 500 ra ngoài thì em cứ thế là nắp luôn. Còn nếu mà các bác mà muốn luồn dây cho 500 bên trong tùy. Đấy, các bác đấu nhiều gì thì đấu. Thùng đây, nói chung là thùng này thì sơn lại lên thì nó khá là đẹp. Lưu ý nhá, giá trên này em kệ là có bác khách bác chốt và chuyển tiền hết rồi. Là bây giờ là em chỉ có mỗi cái việc đó là bắt lưới, bắn ốc, sau đó là gửi hàng cho các bác thôi. Hàng này gửi thì chỉ cần vệ sinh mỗi cái bao bì này thôi, bạt này thôi là xong. Thùng này có cái khối lượng khá là lớn, em sẽ lấy thước em đo cho các bác xem. Đây, thước đây, em sẽ đo cho các bác xem nhé. Chiều dài, chiều dài tới chiều ngang ấy là 1m18, 1m17,5. Chiều sâu là vào 76, 70,8. Và chiều cao bản thân thùng là vào 64 cm. Đấy. Con này thì nó có rất nhiều các tay sách này, tay sách tất tần tật em vẫn giữ nguyên. Không có tháo ra đâu. Không có tháo ra vệ sinh đâu, là cứ em chỉ lau qua xong nó bắt đầu bắn sơn vào thôi. Đấy. Đây là phần tem hậu mặt sau nhá. Tem này nhìn trông có vẻ nó rất là xịn. À đâu, hậu mặt sau nó rất là xịn. Một tấm nhôm. Sau đó người ta bắn đinh rút này, các cái đây. Đấy. BONS Entertainment. Đấy. Nói chung là thùng này xấu đến mấy sơn lại cái thì nhìn trông rất là giống cái thùng loa. Đấy.
Đây là vỏ thùng xúc kép mà quay cho các bác là như này là khá là ok rồi nhá. Nên là các bác nào có thích cái gì nữa thì alo trực tiếp với em. Em còn rất nhiều cái hàng thanh lý nữa nhưng mà phải chờ trong thời gian sắp tới sẽ có giá rất tốt cho các bác. Không chỉ thanh lý của bên em mà có rất nhiều hàng nữa là nhận thanh lý hộ. Đấy, mỗi thứ kiếm ăn tí. Thanh lý hộ đây sắp tới em sẽ có vài cặp 728 thanh lý cho các bác, giá rất tốt luôn. 728 bãi Trung Quốc nhá, không phải là hàng Việt Nam đâu, hàng Việt Nam nó chỉ tầm 8-9 triệu một cặp thôi. Còn đây là 728 bãi Trung Quốc thì nó giá nó sẽ vào hơn chục tí, tầm hơn 10 triệu. Đấy, nhưng mà đi cái tiếng của nó đánh rất là hay và cái thùng của nó rất là xịn. Bây giờ em sẽ bắn ốc lưới này, ốc lưới, ốc giữa này, ốc cạnh này, xong là đây nữa. Các cái vết nứt niếc này thì em không xử lý đâu nhé. Thanh lý này em không được bao nhiêu công đâu. Mà em làm cho các bác ngon từ đầu đến đuôi, xong là các bác vẫn chê thì em thôi. Đấy, bên em chỉ có sơn lại thôi. Đó. Ok các bác nhé. Thùng thì bên trong thùng đây. Đấy, các bác đã chuyển tiền, em nhận tiền rồi. Bây giờ em có mỗi việc đó là đóng gói hàng và gửi hàng cho các bác thôi. Cái này thì cũng chả có gì đâu. Bây giờ là như này là xong rồi, bắn mỗi ốc cái xong là đậy cái bạt lên, dán quấn cái màng co, xong bắt đầu mang ra bến xe gửi xe là xong thôi. Em rất cảm ơn các bác đã tin tưởng ủng hộ bên em rất nhiều. Có nhiều cái hàng thanh lý thì cố gắng giá tốt nhất cho các bác thôi. Đấy, được các bác tin tưởng và ủng hộ một phát như này thì em rất là mừng. Ok, video đến đây là kết thúc nhá. Các bác nào cần cái gì hãy trực tiếp với em. Bây giờ em sẽ đóng gói và gửi hàng cho các bác. Các bác xem được video là các bác sắp nhận được hàng. Đấy, bây giờ em sẽ đóng gói nốt và gửi hàng sớm nhất cho các bác.